Thông tin dự báo từ các chuyên gia khí tượng cho biết, ít ngày tới đây, miền Bắc, thủ đô Hà Nội duy trì hình thái thời tiết, trời nhiều mây, độ ẩm tương đối ở ngưỡng trung bình cao, cảm nhận thực tế tương đối khó chịu. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 13-14 tháng 12, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 24 đến 26 độ C. Hình thái thời tiết này dự kiến có thể duy trì tới hết ngày 15 tháng 12. Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khoảng từ ngày 16 tháng 12, thủ đô Hà Nội chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu mùa. Nền nhiệt khu vực giảm nhanh, kèm mưa vừa tới mưa rào, rải rác có dông. Dự kiến đợt rét này có thể kéo nền nhiệt trung bình thấp tại Hà Nội xuống dưới mức 9 độ C. Các thông tin mới nhất về đợt rét đậm dự kiến này sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.